một số hãng thông tấn tại Kiev cho biết nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng không hài lòng với Giám đốc Tình báo quân sự Kirill Budanov và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, có thể thay thế họ trong những tuần tới. Là tờ báo đầu tiên nói về việc này, Fox Ukraine trích dẫn một quan chức trong nội các tổng thống và hai nhà lập pháp trong Ủy ban Quốc phòng rằng những thách thức ngày càng tăng ở mặt trận là lý do chính dẫn đến sự thay đổi về nhân sự. Theo các nguồn tin của Fox, các cuộc thảo luận về việc sa thải ông Budanov đã diễn ra trong ít nhất một tháng. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự được cho là có mối quan hệ căng thẳng với tham mưu trưởng Andrei Yermak và tướng Alexander Siki, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Budanov bị cáo buộc tự mình thực hiện một số hoạt động mà không thông báo cho ông Siki hoặc phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu gây nguy hiểm cho một số đơn vị ở tiền tuyến. Ông Zelensky cũng được cho là không hài lòng với một số hoạt động của cơ quan tình báo này. Ông Yermak thì dường như không thích Budanov. Theo Fox, những người có sức ảnh hưởng với giới truyền thông và được đối tác ủng hộ ở Kiev có cùng quan điểm. Yermak được cho là đã cáo buộc Budanov lan truyền tư tưởng thất bại khi thảo luận về các điều khoản chấm dứt xung đột còn Bộ trưởng Quốc phòng Umerov được bổ nhiệm vào tháng 9 năm ngoái để thay thế ông Alexei Zenikov. Nhưng theo truyền thông Ukraine, ông đã không thực hiện các cải cách mà ông Zelensky yêu cầu liên quan đến việc mua sắm và hiện đại hóa quân sự hoặc đảm bảo sự ổn định bên trong nội bộ. Mặc dù các cuộc sa thải có thể không xảy ra ngay lập tức, vấn đề đang trở nên cấp bách hơn. Đầu tuần này, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thị trấn Uleda ở phía nam Donetsk Nơi Ukraine đã biến thành pháo đài neo giữ một phần đáng kể của tiền tuyến. Quân đội Nga cũng đã tiến vào mọi chiến trường, trong khi cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Moscow của Nga chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà Zyky tuyên bố công khai. Theo truyền thông, có khoảng 25.000 người biểu tình đã bày tỏ lo ngại về lập trường chống nhập cư và thái độ hoài nghi châu Âu của Đảng Tự do Cực hữu. FPO tại cuộc biểu tình diễn ra hôm thứ năm. Cuộc biểu tình nhằm mục đích gây áp lực lên các đảng phái, đặc biệt là Đảng Nhân dân áo theo đường lối bảo thủ OVP để tránh liên kết với FPO. Hiện tại, Đảng OVP nhận được 26% số phiếu bầu, từng tuyên bố có thể hợp tác với FPO nếu hai bên đạt được một số các thỏa thuận cho chính phủ tương lai. Khả năng Đảng FPO quay trở lại chính phủ là rất quan trọng vì đây sẽ là đảng cực hữu đầu tiên lãnh đạo Áo kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống Alexander Van der Bellen chuẩn bị mở các cuộc đàm phán cho chính phủ mới với nhà lãnh đạo các đảng, bắt đầu với FPO. Theo kết quả sơ bộ cuối cùng do Bộ Nội vụ công bố, Đảng Tự do Cực hữu FPO đã nhận được 29,2% số phiếu bầu. Tiếp theo là Đảng Nhân dân Áo OVP giành được 26,5% số phiếu bầu. Đảng Dân Chủ Xã hội Áo, SPO, đứng thứ ba với 21,1% phiếu bầu. Đảng nước Áo mới và Diễn đàn Tự do, NELS, nhận được 9% sự ủng hộ. Và Đảng Xanh trước đây đã liên minh với OVP nhận được 8% ủng hộ trong cuộc bầu cử lần này. Lãnh đạo các nước G7 ngày 3 tháng 10 đã ra tuyên bố về những diễn biến mới đây ở Trung Đông, qua đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang xấu đi tại khu vực này. Lãnh đạo các nước G7 lên án một cách mạnh mẽ nhất cuộc tấn công quân sự trực tiếp của Iran nhằm tới Israel và coi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ổn định khu vực. Tuyên bố các nước G7 nhắc lại cam kết đối với an ninh của Israel và cho rằng các hành động gây bất ổn của Iran ở Trung Đông thông qua các lực lượng ủy nhiệm và các nhóm vũ trang như Houthi, Hezbollah và Hamas cũng như các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq cần phải dừng lại. Tuyên bố cũng kêu gọi các bên trong khu vực hành động có trách nhiệm và kiềm chế, đồng thời đối thoại một cách xây dựng nhằm xuống thang căng thẳng. Theo tuyên bố của lãnh đạo các nước G7, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng. Tuyên bố cũng kêu gọi ngừng bắn ngay ở Gaza Phóng thích toàn bộ các con tin vô điều kiện, gia tăng viện trợ nhân đạo và chấm dứt xung đột. Tuyên bố cũng ủng hộ các nỗ lực của Mỹ, Qatar và Ai Cập nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện trên cơ sở nghị quyết số 2735 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuyên bố kêu gọi bảo vệ dân thường và tiếp cận nhân đạo cần phải được coi là một ưu tiên hàng đầu. Các nước G7 cam kết sẽ tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài hướng tới một giải pháp hai nhà nước nơi Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình với an ninh của các bên được đảm bảo. Các nước G7 cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Liban và nhắc lại sự cần thiết của việc dừng ngay các hoạt động thù địch nhằm tạo không gian cho một giải pháp ngoại giao tại đường ranh giới xanh dọc biên giới giữa Israel và Liban phù hợp với nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Đây là con đường duy nhất để xuống thang ngang thẳng, ổn định biên giới giữa Israel và Liban, khôi phục chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định của Liban, và giúp người dân của cả hai bên được trở về nhà an toàn. Các nước G7 cũng cam kết sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết của người dân Liban. Tuyên bố của lãnh đạo các nước G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc trong giải quyết xung đột vũ trang và giảm nhẹ tác động nhân đạo ở Trung Đông. Do đó, lãnh đạo các nước G7 ghi nhận vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền Nam bang nhằm khôi phục hòa bình và an ninh. Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm 4 tháng 10 đã có bài phát biểu trước hàng nghìn người dân Iran tại thủ đô Tehran về cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, đồng thời khẳng định các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục chiến đấu với kẻ thù này đây là bài phát biểu đầu tiên của ông ali khamenei kể từ khi iran phát động cuộc tấn công thứ hai vào israel và cũng là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng hezbollah với quân đội israel leo thang thành cuộc chiến toàn diện bài phát biểu được đưa ra khi israel đang cân nhắc cách thức trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của iran trong khi đó phó tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran ali fadavi hôm nay cho biết nếu israel tấn công nước này các lực lượng Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của Iran. Giao tranh tiếp tục tiếp diễn ác liệt tại Liban trong ngày hôm nay, khi Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut, cũng như tại khu vực miền Nam. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel vào nước này đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và 9.000 người khác bị thương trong gần một năm qua. Còn tại miền Nam Israel, quân đội Israel hôm nay cho biết Hamas vẫn đang đe dọa người dân nước này. Khi lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, tiếng còi báo động đã vang lên ở khu vực này. Đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động để tiêu diệt Hamas. Giao tranh tại Gaza cho đến nay đã khiến 41.802 người Palestine thiệt mạng và 96.844 người khác bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng những phát biểu của người tiền nhiệm Donald Trump và ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông JD Vance là dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sắp tới có thể không yên ổn. Đài ABC News ngày 5 tháng 10 dẫn lời tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại rằng bầu cử tổng thống năm 2024 tại nước này sẽ không yên bình, tùy thuộc vào kết quả, song ông tin tưởng rằng đây là kỳ bầu cử tự do và công bằng phát biểu khi bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp báo thường ngày tại Nhà Trắng hôm 4 tháng 10. Ông nói rằng mình không biết liệu cuộc bầu cử có yên ổn không. Những điều ông Trump đã nói và những điều ông ấy nói lần trước khi ông ấy không thích kết quả là rất nguy hiểm. Tôi còn nhận thấy rằng ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa không nói rằng ông ấy sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Họ thậm chí còn chưa chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử trước ông đề cập đến cựu tổng thống Donald Trump và ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông J.D. Vance. Vì vậy, tôi lo ngại về những gì họ sẽ làm, Tổng thống Biden nói thêm. Về phần mình, ông Trump tiếp tục lan truyền thông tin không có chứng cứ về kết quả bầu cử năm 2020 khi vận động tranh cử tại Michigan, hôm 3 tháng 10. Chúng ta đã thắng, đó là một cuộc bầu cử gian lận, ông khẳng định.